Con chào ông. Chào chị ạ. Chị hay là cô ạ? Bác. Bác ạ, chào cho bác. Lúc nãy đi đâu mày có ai chả thấy. Đi phát. Lại còn đi phát. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Giàng Á Pháo nhá. Một video nữa tiếp theo trên kênh. Hôm nay thì mình đi cùng ông Vãi đi chơi các bạn. Ở đây thì ông ngoại gọi là ông Vãi các bạn nhé. Đi theo ông Vãi đi chơi, đi sang nhà bác chơi. Đến đây thì đang vào nhà bác các bạn. Bây giờ thì sẽ di chuyển vào trong các bạn nhé. Đi theo ông Vãi đi uống rượu. Ô, mình chặt cái cây nứa này làm gì đấy ở bác? Để làm dèo dưa. Dạ. À, làm dèo dưa. Đi vào trong nhà nhá. Xin chào. Đang ăn. Sẽ ghi hình một chút các bạn. Quang cảnh. Chào chào bác. Vâng. Giỏi thế nha. Bị ác nha. Hôm nay nắng đẹp. Vào chào chú đi nào. Vào chơi với chú. Lên lên. Chú là ai? Gọi bằng chú ạ. À? Chú. Con của ai đấy ạ? À? Con của anh Phương mà. Dạ vâng. Chú ạ, anh Phương đây kỳ bóng. Vợ anh Phương. À vâng, gọi bằng chị gì? Vâng. Còn được gọi bác. Phải giới thiệu mới biết được không? Con không biết đâu. Còn 13 không được, 14 không được. Bác là anh rể của bố. Của bố vợ. Vâng. Ở đây gọi là bác cả được rồi. Vâng. Còn bác ở trên cái máng là rất là cả. Vâng. Nhiều quá đi. Cái này soi hà. Bưởi soi hà không? Thế bưởi nhà mình là bưởi gì nhỉ bố? Bưởi mình ở ngoài kia. Vâng, ở nhà ấy. À, bưởi diễn. Cái này nhà mình ăn sớm thôi. Cái này bưởi soi hà. Bưởi soi hà là ăn trước à? Ui, cẩn thận con. Ăn trước. Không đâu. Ở đây thì mình thấy nhà nào cũng trồng bưởi các bạn. Nhà nào cũng phải có vài chục cây bưởi. Là cái loại hồng hồng ấy hay là như nào ạ? Cái này ừ. Trắng thôi. Hồng là bưởi, cũng là diễn thôi. À vâng. Đào. Diễn đào, bưởi đào. Cái diễn đào là cái kìa. Vâng. Ở đây các bạn, nhà nào cũng có vườn bưởi. Ông bóc bưởi mình thử đi quanh quanh một vòng xem nhé. Con chó nó ao không? Không. Thế thấy cái ao dưới này rất là đẹp nha, đi đường nào ạ? Ra ngoài kia. Tít ngoài kia đi vào ạ? Vâng. Hôm nay uống rồi, xuống cái chung này, cái chung. Mà xuống này xuống bên ngoài cơ. Vâng. Đi xem một vòng các bạn. Lanh quanh còn biết quê bố vợ có những gì. Ở đây có cái cây quả mướp đắng này các bạn. Cây mướp đắng ta ấy. Nó bé tí thôi. Cái loại này mới loại là loại đắng này. Mà nó ngon. Nhưng nó già hết rồi. Cái mướp đắng ấy nó chỉ to bằng ngón tay cái thôi. Không thấy quả nào nhỉ. Cây bưởi cổ thụ già lắm rồi, mình thấy dương xỉ mọc đầy rồi. À, có con này.
Đây các bạn. Lâu lắm không thấy cái con này luôn. Con này thì ở chỗ mình là gọi là con vòi voi. Nó không lấy nét được. Đây này các bạn, nó đang trốn mình. Ui, nhảy quá, không ăn được nó. Con vòi voi. Rồi, sẽ đi xuống cái ao này các bạn nhé. Mình thấy cái ao này khá là đẹp đấy. Quanh nhà bác toàn bưởi là bưởi. Thảo nào mình thấy ở đây mọi người không ăn bưởi mấy. Lâu lâu mới thấy ăn vì nó nhiều quá. Loanh quanh đi thăm quê các thứ một tí. Nhà bác thì có một cái ao. Mình thấy trong xanh, xanh mướt luôn. Nước thì ẩm ẩm. Có cái sung đây này các bạn. Ồ. Nước ao xanh cái này là do đâu nhỉ? Do tảo hay sao ấy? Hay là... xem nào, cẩn thận nhá. Có cái sung khá là đẹp đây. Nhảy qua đây đã. Cẩn thận ngã. Ui. Mình sẽ vặt một tí cái sung. Hôm nay đi cùng bố các bạn. Ao đẹp thế. Ngồi đây câu cá tuyệt vời. Vặt một tí sung, tí nữa về nhấm rượu với các cụ. Sang đây ăn cơm mà các bạn. Lanh quanh ghi hình một tí. Sung nếp các bạn. Cái loại này nó ngọt, nó không chát. Ủa sai chưa. Đến ngọn luôn các bạn. Đi sớm đi, tên là Bíp à? Không phải, là tên là Lê. Bíp à? Thôi anh ơi, đừng nói. Lệ các bạn. Mình đi vặt được một chùm sung. Về bác đã bóc bưởi xong rồi. Thuốc khớp đấy. Dạ? Mà thuốc khớp đấy. Cháu không biết đâu, nhưng mà toàn mang về ăn thôi. Làm muối sồi ăn ngon. Đúng rồi, sung này ngon, sung nếp, nó không chát. Cái này chấm súp ăn luôn các bạn. Lau được đi. Ngon lắm. Quên vào đây. Không sao ạ, ăn được. Sung giả. Ăn đi giờ đem xuống lấy súp. Khớt ơi. Để tí nữa. Tí nữa ăn cơm ăn. Mình sẽ lấy quả sung đi rửa các bạn nhé. Đúng rồi, chấm muối ớt. Cái này chấm muối ớt các bạn, đi ra ngoài bếp. Vừa rồi thì đây các bạn, hai mâm. Có nhiều món lắm. Ở đây có món nộm này này, hay này. Nộm thân chuối các bạn. Thân chuối với lòng gà, thịt gà và thịt nướng. Bà có món gì đây bà? Tằm, món tằm thế này. À, tằm sao? Sao là chanh? Là chanh. Rửa nước trong này thôi đúng không?
Bác thì gọi từ nãy giờ, thấy xong chưa, xong chưa? Chắc là hôm nay nhiều khách lắm đây các bạn. Đấy, mình thấy mấy cuộc gọi liên tục. Xong đem lên nhà châm với ớt để phục vụ các cụ. Đang nhờ bạn Lệ làm cái món muối sổi các bạn. Ở đây thì mình trước hơi to ấy, gọi bằng cháu. Cái này là thái dày hay mỏng đấy? Thái vừa vừa thôi mà. Thái dày dày tí cho nó giòn. Hột quả sung là muối sổi vừa mình định lại đem lên để chấm cơ. Nhưng mà các bác bảo là thái ra nộm ngon hơn. Muối sổi ngon hơn. Lệ thì bằng tuổi Thùy các bạn, nhưng mà lại cháu của Thùy. Quả non thì sẽ ngon hơn. Quả già thì màu nó cái này nếu mà mình không muối luôn thì nó bị thơm đấy, chắc chắn nó bị thơm, đúng rồi. Cái này có chanh không? Không, sóc muối thôi mà, cho một tí chanh càng tốt. Đúng rồi, bổ cái đấy cho nhanh. Chính xác, làm một bát thôi, còn lại chấm ăn cũng được. Hả? Cái gì? Nó bảo nó không làm bao giờ ấy, không biết. Không về bao giờ không làm. Nữa đi. Có. Chắc chắn uống rượu sẽ ăn mấy cái này nhiều. Đồ nộm. Này các bác đến vào trong nhà ấy rồi. Đang chờ. Các chú nấu cơm xong. Đấy, hai mâm các bạn, một mâm đằng này. Chắc hôm nay lại phải uống rượu rồi. Bây giờ là 10 rưỡi, 11 giờ kém 3. Có mà, ta bắt to rồi bà. Đâu rồi chẳng? Đúng rồi anh, đâu, mấy cái nhà hàng ấy. Mẹ không mua mua bán đỗ ở kia cả. Đúng rồi. Có đỗ rồi đấy, múc ra. Ở kia này bạn bè à? Đâu rồi, bắt tôi. Không sao cái thằng nó riêng riêng nhỉ? Cái này mà đi chấm được cho tao lấy cái chút. Cháu cứ đặt đấy cho nó đẹp thôi mà không. Đây muối sổi đấy ạ. Sung. Thôi. Nay cho mày lại từ trước từ ngày đến giờ anh đâu nay mới vào đến cho ông một lần.
Dạ vâng. Mà vợ thì nay là bảo là bận rồi, con nó mòn rồi lại không. Mà con nhỏ rồi trời nắng ấy ngại đi à, sợ về nó ốm. Thế bà vãi cho vợ lại lại thương con gái ở nhà một mình lại không vào nốt. Ở đây là ông bà ngoại là ông vãi bà vãi. Đấy. Ơ. Rồi đấy. Yêu không? Có mỗi báo nhưng mà lại tắt nguồn đấy thôi mà. 23 thua luôn. Chào mấy bác. Chào mấy bác. Con mấy bố ạ. Về mày. Mời bác anh không ạ? Cháu mời bà. Em mời. Mời cả. Em mời chị nhá. Em mời anh Hiểu nha. Dạ vâng. Xin mời con. Sáng nay chúc khỏe đi đuổi. Cái gì? Tức là bà ngoại. Ta nay, tiếng Tài là ta nay. Còn người cháu là người Tài mà, còn tiếng phổ thông là ông ngoại bà ngoại được. Ông ngoại cũng thế thôi. Nhưng mà đây là ông vãi bà vãi. Cũng thế thôi. Vâng. Cháu xin phép cháu mời bác với lại bố với anh một ly ạ. Chào anh. Dạ vâng. Bố ạ. Cháu giới thiệu cháu tên là Đô. Cháu là con rể của bố Sơn. Cháu Lào Cai ạ. Vâng. Vâng, thuộc Bảo Yên ạ. Thuộc Bảo Quế và Bảy Cây. Bảo Tài, biết đâu tính chạy đâu. Cũng thẳng cái đường ấy vào thì qua cho vượt sông là thì qua cháu. Có đấy ạ, cháu biết nói đấy ạ. Đây nó cái sông thì nước đục cũng chết. Máy bò với mà máy gặt lúa mình này. Không biết nhưng mà máy đặt sang cái chắc nó sang ruộng mình này. Cơm no rượu say rồi các bạn, hai bố con di chuyển đi về. Mà sang mới về gặt lúa ruộng mình này, ruộng bậc thang. Cái này đi trong làng không phải đội mũ đâu các bạn nhá. Nó đường đất mà. Bố đi xe. Đúng rồi, trong làng này đi thoải mái. Thật không phải đội mũ. Cháu về đây. Con cáo cào này à, lúc đi chưa mặt đỏ đâu, bây giờ về mặt đỏ rồi các bạn. Hơi hồng hồng thôi nhá, không đỏ lắm. Hơi hồng hồng thôi.
Thôi không, 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 không,